Vâng, lại tiếp tục chương trình giảm giá đầu năm tại Minh Audio Hà Đông Hà Nội. Sản phẩm tôi giới thiệu đến các bác là một mẫu lọc nhạc của Hàn Quốc, tôi bán giá 3 triệu. Con này hình như trước Tết tôi đã có một video rồi. Hôm nay thì tôi lại quay rõ để các bác tiện theo dõi. Inkeo 460B giảm 500.000 còn 2,5 triệu như trên tờ giấy này nhá. Địa chỉ Minh Audio Hà Đông Hà Nội. Những mẫu lọc này cần gạt như này thì dùng rất tiện. 3, 6, 9 cần gạt một vế nên độ chi tiết khá cao. Đây là đường vào âm thanh. Đó. Còn đây là có lọc và không có lọc. Nhả ra là không có lọc. Đó. Tôi chưa chỉnh lên là để mức dưới này lên nhả ra nó sẽ nhiều tiếng hơn. Tôi sẽ quay mặt sau rồi sẽ nói chi tiết đến các bác. Hàng bảo hành với chất lượng các bác chơi. Đây là đường vào âm thanh, đường xuất xuống âm ly đây, còn đường vào còn lại đây. Đây là thông tin của lọc. Đa cầu điện 110 và 220 đang cắm điện trực tiếp luôn. Có đúng một con thôi. Và đây cũng là mã đầu tiên cái số này tôi bán con này. Lần đầu tiên bán cái mã 460 này các bác nhé. Tôi sẽ mở to chỉnh các bác cùng nghe xem nó có hay không. Lời lên này. Cho lời lên này. Đép lên này. Trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở. Cuộc đời anh có vui. Thời gian quá mau. Không có lòng. Em nơi đâu tôi về qua sóng nhỏ. Bỏ bát. Bát. Nghe tin anh gục ngã. Dừng chân hoang. Lời. Uống nước dừa hay nước mắt quê. Đẹp. Những đường xưa phố cũ thôi nợ đành quên sao. Xin gọi lại tên anh. Không có lòng. Trời sao lòng anh. Anh giờ yên giấc ngộ. Tôi nằm nghe súng nổ. Như lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn sang ngầm nô. Những ngày xưa thân ai. Xin buồng vào tương lai. Em còn gì. Vâng, như vậy là ok lắm rồi. 2,5 triệu đồng các bác nha. Bác có thể đến tận nơi xem hàng hoặc đặt cọc tiện vào tài khoản, tôi sẽ gửi hàng đi. Xin chào, hẹn gặp lại.